Đó, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình có mua một cái cây mai nè, thân cũng rất là lớn nè các bạn, mới đem về. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành là mở cái bọc ra và cái xem cái bộ rễ nó như thế nào và cắt tỉa lại để trồng lại cây mai này nha. Thì xin các bạn cùng theo dõi. Cái mai này nó cũng có cái đường kính rất là lớn nha các bạn, xấp xỉ khoảng 20 á. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hành mở cái bọc ra này các bạn. Đó, để các bạn thấy được cái bộ đế của mình. Mình sẽ xoay vòng để cho các bạn xem ha, và sau đó mình sẽ tiến hành là mời cái phần rễ lên để trồng nha các bạn. Thì đối với những cái mai mà mới mua về thì nên đơn vô rễ thôi để xem là cái bộ rễ nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ tiến hành là cái quá trình cái mai này nó cũng phát triển bình thường nha các bạn. Cây nó bứng như thế này nhưng mà nó phát triển bình thường thôi, không có gì hết á. Chúng ta tưới nước lại thì cây nó sẽ phục hồi thôi. Ở góc mình cũng rất là lớn nha.
Đây là cái quá trình mà đôn cái bộ đế, để coi cái bộ đế như thế nào nha các bạn, để nó đẹp hay xấu nè. Đối với những cây mai mà nó nằm ở dưới phần mặt đất đó, khi mà đào lên chúng ta đâu không sẽ không thấy cái được cái bộ đế nó như thế nào, bởi vì nó có biết, chúng ta không biết được cái cây nó đẹp hay xấu đó. Thì đa phần cây đẹp hay xấu là do cái bộ đế nữa nha, bộ đế nó rất là quan trọng. Rồi mới thấy cái thân cái cây, rồi mới thấy cành lá. Rễ của cây cây xanh các bạn ăn vô, ăn vô trong phần của thân của cây mai luôn. Các bạn bây giờ mình gỡ mồi ra để đế được rồi nè. Cái cây này cái đế nó nằm ăn lan nha các bạn, nó không có cắm xuống mà nó ăn lan. Cây là cũng khoảng là lớn hơn lon nước ngọt luôn đó các bạn, lớn hơn lon bia một chút, cây rất là lớn nha. Thì anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ để với Hoàng Bình Linh. Nói thì cái quá trình mà mình ăn cái bộ đế của cây mai xong đó các bạn, thì sau đây mình sẽ tiến hành có thể là bẩm lại cái chỉnh sửa lại những cái tán xong chút rồi chúng ta có thể trồng được rồi đó. Thì sau một khoảng thời gian thì bắt đầu cái bộ đế nó hiện lên nè, cây nó có bộ đế ăn lan nha các bạn, cây đường kính cũng rất là to, rễ nó cũng nổi lên và rất là đẹp. Thì cái chia sẻ về cái video về cách
nâng cái bộ đế của cây mai mới mới bứng nha các bạn. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn lại gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.